Alo. Tình hình thế nào rồi em? Sắp xong chưa? Xong vào mắt, tôi không phải ba đầu sáu tay. Tôi tưởng em là siêu nhân cơ mà, việc gì có thể làm được. Master chết cơ mà. Anh cứ mở miệng ra cái gì là không được tử tế. Nếu không có việc gì thì để yên cho tôi làm, thế nhá. Quá là đáng yêu luôn. Cậu Quy à? Mà sao mày nói chuyện điện thoại mà cứ như chó cắn ma thế hả con? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, là con gái khi nói chuyện, nhất là nói chuyện với con trai, cho dù là điện thoại, mình cũng phải rất là dịu dàng, duyên dáng, nhẹ nhàng. Thế thì người ta mới để mắt đến chứ nhỉ? Có mà thèm hả anh ta? Chả biết. Mày thèm ra thèm vào cái gì mẹ không biết nhá. Nhưng mà mày phải nghĩ đến lợi ích gia đình. Dốt lắm ấy con ạ. Hả? Ai mới là người không nghĩ đến lợi ích gia đình cơ? Ngày nào mẹ chẳng cãi nhau với khách hàng. Khách hàng bố láo thì mẹ mới chửi chứ. Chứ còn khách hàng tử tế nhá, mẹ đây tử tế như chưa từng. Người ta hiền với bụt, điên ấy, hiền với ma. Ý mẹ là anh ta là người tử tế á? Mẹ có nhìn lầm không đấy? Con là con không tin vào mắt mẹ đâu. Có mày mắt kém mày mới nhìn lầm. Mẹ còn lâu, mẹ thì này tuổi rồi. Mẹ thấy cái cậu Quy đấy là người cao to đẹp trai, có học thức. Đấy, cái học thức nó lộ ra cả cái nụ cười rạng rỡ, thu hút người khác vô cùng. Biết điều. Có trước có sau. Trước thế đã, còn sau thì tính. Mẹ mới nói chuyện với người ta dăm ba câu mà mẹ phán như thầy bói ấy nhở. Mẹ cẩn thận, cái ma bên ngoài lừa mẹ đấy. Các cụ đâu có câu tốt gỗ hơn tôn đắc sơn. Con gái mẹ hôm nay nó lại còn dạy mẹ nữa chứ đi. Này, ít ra thì cũng được cái nước sơn. Còn có đứa chả được cái nước gì ấy này. Động đến một cái là cổ mày làm sao đấy. Quay vào làm đi, không kịp cái đơn bánh này cho cậu Quy á. Nghỉ ăn 3 ngày nhé. Mẹ, chứ còn gì nữa. Quy định rồi, cứ thế mà làm thôi. Làm là được chứ gì. Thần kinh, suốt ngày gọi. Này, sao không nghe điện thoại? Nhớ có việc gì cần thì sao? Cần gì mà cần mẹ, rảnh rỗi sinh không nổi mà. Cái con này, sao mà nó làm mình tức thế nhỉ? Đây, mẹ! Để yên, để mẹ xem. Alo, Quy à, cô Phượng mẹ của Ly đây. Được chứ, được. Để cô nói với em nhé. Cảm ơn cháu. Chào cháu. Hay quá. Còn thành con, suýt thì hỏng việc nhá. Cậu Quy nói là cậu ấy cần lấy bánh sớm một tiếng. Nhưng cái này mới lại quan trọng này. Đấy là số lượng gấp đôi. Sao mà kịp hả mẹ? Mẹ để yên đấy, con gọi cho anh ta. Này, sao không kịp? Kịp tất. Mẹ sẽ làm phụ cho mày. Mẹ sẽ ở đây giám sát mày. Sao mà kịp hả mẹ? Tươi tỉnh đi lên, tươi tỉnh cái mặt lên, bánh mì ngon con ơi. Chết vì mày thôi. Cố lên cô gái, tôi đang chờ em. Đồ đều, chờ đấy, biết tay không? Này, sao đang làm mày đứng thừ ra thế con? Lần đầu tiên giao bánh cho khách, không để muộn đâu. Vâng ạ. À mẹ, nhà mình hết bột cacao rồi, mẹ mua giúp con nhá. Mẹ mua.
Nhưng mà lúc mẹ đi ý, phải làm, không lười đâu. Mẹ yên tâm, con phải cho người ta biết thế nào là thợ bánh chuyên nghiệp chứ. Trông được đấy, hình ảnh này mẹ thích, rất có khí thế. Rồi, mẹ đi đây. Vâng ạ.